Dạ vâng, em mến chào quý cô bác anh chị yêu và đam mê đồ si trên toàn quốc nhé. Xin kính chúc quý cô bác anh chị có một ngày tràn đầy năng lượng. Em qua video cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý cô bác anh chị trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng kênh. Bên em có hai kênh hiện là đang bán hàng trên YouTube, đó là kênh đồng hồ si nhà Thụy Sĩ và kênh thứ hai là kênh rẻ tiệm giày si 88 nhé. Và trước mặt quý cô bác anh chị đây là số liên lạc chốt hàng cũng như số Zalo của em. Số liên hệ của em là 0987 377 553. Số Zalo 0947 054414 của anh chị nhé. Và Facebook là tươi thồ như Facebook của em hầu như em biết sử dụng. Đó. Thì quý cô anh chị có thể là chụp lấy cái màn hình cái địa chỉ này để tiện việc liên lạc nhé. Và điều thứ hai nữa là em cũng có để số điện thoại cũng như địa chỉ trên tiêu đề. Địa chỉ của em, số của em là tại xã Yên Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc anh chị nhé. Quý cô bác anh chị nào mà có ở gần quanh chỗ em thì có thời gian rảnh thì đến shop em chơi uống chè. Anh chị cũng có thể là tham khảo thêm rất nhiều các cái mẫu giày thể thao, giày da, các cái loại giày, các cái loại túi ví khác nhau anh chị nhé, và thắt lưng thì bên em hôm nay em cũng về được mà hai cái thắt lưng, một là cái Hermes, hai là cái Gucci, hàng siêu cấp. Đó, và một số mẫu giày đáp và giày da, giày công sở anh chị nhé. Đó. Thì bên em lại tiếp tục lâu lâu cũng lâu lâu rồi. Thì em dừng cái chương trình tặng quà. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục áp dụng cái chương trình tặng quà. Tức là mỗi một đơn hàng cũng có anh chị mua mà không cần biết giá trị là bao nhiêu, giày da thì em sẽ khuyến mại và tặng kèm cho các bác một hộp si. Hộp si đánh giày bên em gồm có si nâu và si đen anh chị nhé. Cho các anh chị có thể xem. Ví dụ như đây, đây là hai dòng si, đó. Một là si lâu, đó. Và hai là si đen. Đó. Thì thực ra hộp si này nó có vài chục nghìn thôi, thế nhưng mà đây là cái tấm lòng của em anh chị nhé. Thì anh chị nào chốt hàng bất cứ một đơn hàng nào thì cứ anh chị cứ chỉ cần vào cho anh hộp si nâu hoặc hộp si đen, là em có gửi kèm cho anh chị nhé. Và tất cả những cái giá em báo trên bài đều chưa bao gồm phí ship anh chị nhé. Bên này cái này anh chị đừng lo hết nhé, anh chị mua bao nhiêu thì em cũng đáp ứng được cho anh chị nhé, kể cả số lượng hàng, số lượng giày dép mua 10 và cho đến 100 đôi nhé. Tóm lại số lượng không giới hạn, kể cả quà tặng anh chị nhé. Đó, em có rất nhiều. Đó, thì em tạm thời để sang một bên đến nay hàng anh chị nhé. Đây là số liên hệ của em. Đó. Số Zalo là 0947054414 của các anh chị nhé. Em xin phép được em để xuống đây đi. Để xuống đây đi. Ở đây em còn xì nguyên đấy nữa. Đó. Thì bên em mà vẫn như thường lệ thì em vẫn vẫn hàng ngày hàng nay thì em vẫn lên những cái dòng thắt lưng này anh chị nhé. Thì đây là một cái dòng thắt lưng này của da bò chính hiệu. Đấy. Một cái thắt lưng da bò có khóa dạng khóa xiên, khóa kim hay còn được gọi là khóa kim đấy. Cái khóa này được mạ một lớp mà đồng sáng bóng chứ không phải đồng nguyên khối anh chị nhé. Em cứ chia sẻ rất là thật. Bởi vì là có hơn 200.000 cái dây thắt lưng da bò dài 1m2 thôi. Mà nguyên cái khóa này mà bằng đồng thì chắc khoảng mất khoảng sản xuất cái khóa này chắc khoảng mất khoảng hơn 100.000 tiền đồng. Đó. Đồng bây giờ nó đắt anh chị nhé. Đây em cũng xin nói thật, đây là mạ một cái lớp đồng rất là tốt. Và họ đây có họ có dập hiệu nó bút bê đây. Họ dập hiệu rất là tinh tế, rất là đẹp anh chị nhé. Đó. Bên ngoài thì nó được làm nhãn. Tức là mặt phải thì được làm nhãn, còn mặt trái họ để nhám các bác nhé. Để nhám tức là gì? Tức là để thô không luôn. Chứ họ không có làm nhãn đi và không bo viền anh chị nhé. Ví dụ như cái thân này không bo viền anh chị nhé. Đó. Mặt này được làm nhãn. Đó. Mà có dập búp bô đề. Có dập chữ búp bô đề nhé anh chị nhé. Còn mặt trăng này. Đó. Cái mặt này các bác nhé. Cái mặt này. Đó. Cái mặt này anh chị có thấy không? Họ để nguyên da bò nguyên anh chị nhé. Dây rất là mềm, riêng cái dây da bò thô này càng dùng nó càng mềm anh chị, càng dùng nó càng mềm càng đẹp luôn anh chị nhé.
anh chị chỉ cần bỏ cho anh một cái dây thắt lưng, cái thắt lưng này em đang bán trên kênh giá 250.000 nhé, cho anh một cái dây thắt lưng hai giá 250.000 là có cho các bác, kèm theo địa chỉ và số điện thoại các bác nhé. Đó. Đây là một loại nhé, em tạm để xuống đây. Đó, và em còn một loại nữa, số lượng không giới hạn các bác nhé, số lượng là thực sự là không giới hạn các bác nhé. Đó, nó rất nhiều luôn, số lượng rất nhiều, về rất nhiều. Đây là một dạng thắt lưng da bò, cái dòng em đang bán rất nhiều trên kênh. À, đây là em cái này có hai màu các bác nhé, đây là một màu nâu sô cô la và một màu đen nữa. Thì cái này thì nó được làm một cách là tỉ mỉ và tinh tế hơn, à, và cái độ mềm nó hơn cái dây da bò thô kia anh chị nhé, cho nên cái giá nó cao hơn. Các bác là muốn xem kỹ thì có thể liên lạc với em chụp hình quay video trực tiếp cho cô bác anh chị nhé. Thứ hai là em cũng có một cái video quay làm rất kỹ về cái thắt lưng này nhé, em nói rất kỹ về cái thân lưng này, quý quan chị vào xem kênh có thể vuốt xuống phía dưới, kéo lên phía dưới để xem những video em like về cái thân lưng này anh chị nhé. Đó, khóa chất rất đẹp, nó mạ một lớp vàng hồng, màu vàng hồng rất là đẹp anh chị nhé. Giá 330.000 anh chị không nghe nhầm đâu, 350.000 mua một lần anh chị dùng, em có nói thật dùng đến khi nào anh chị chán cho anh chị cho hoặc anh chị bỏ một cái khác, nhưng không có nghĩ chuyện nó hỏng anh chị nhé. Đó, số lượng không giới hạn, cứ qua anh chị gọi em mà cho anh cái thắt lưng giá 330.000 kèm theo địa chỉ và số điện thoại anh chị nhé. Đó, và tiếp theo này em săn được một cái đôi NV nôn vui tươi đây, nó rất đẹp, nó đẹp lắm, đôi nôn vui tươi rất đẹp luôn, đó, chất da bò hạt, đó, da bò hạt nguyên tấm, đế được may, tức là cái dài này họ thiết kế là nguyên một cái tấm da này nhé, họ thấu từ trên xuống dưới luôn, chứ phần dưới họ không cắt như cái dài công sở nhé, đế được đế âm được may viền rất là chắc chắn, rất là tỉ mỉ, đó. Đó, các bác có thể nhìn dài không? Là về núi vít tông dập rất là sắc nét, rất là đẹp anh chị nhé. Đó, đây là hàng đã qua sử dụng nhé, khóa đồng rất đẹp luôn. À, em bỏ cái này em lên phòng chân, cái này có size 42 các bác nhé, có size 42. Đó, em xin phép đây bên trong nằm nó được không? Đó, bên trong nằm nó đó, nhìn phong chân UNV là đẹp lắm, chất da khô giòn, nhìn phong chân cực đẹp luôn các bác nhé. Nhìn phong chân nhìn nó sang lắm, nhìn nó sang, cái này rất là dễ phối đồ, nói về màu nó rất là dễ, đặc biệt là có thể là mặc quần jean và quần âu nhé anh chị nhé, quần âu ống nhỏ rất là đẹp, đẹp lắm, nên form chân cực đẹp các bác nhé. Đó, chất liệu da bò nó mới thì còn 80%, 75-80% so với mùa mới anh chị nhé. Đẹp, công nhận nó đẹp thật, đẹp thật luôn. Đó, các bạn là ưng đôi này nhé, ưng đôi này em lấy số nhé, đây là mã số 1 các bác nhé, mã số 1 size 42. Đó, mã số 1 1.500.000 đồng. Mã số 1. Bác đã ưng lô này em giao lưu giá 1.500k nhé, tức là 1.500.000 các bác nhé. Các bác đi vào những cái shop mà họ bán mấy cái đồ họ nói là gọi là đồ hiệu đặc biệt rồi VIP rồi nọ kia. Thì những cái thắt lưng thật sự em thấy họ giao bán giá kinh khủng. Họ nói là hàng nước, hàng sách tay, họ giao bán kinh khủng. Giá kinh khủng.
thực sự không không thể mơ tới, không thể ngờ tới. Những cái đồ như thế này rơi vào tay họ thì có tiền triệu, vài triệu đồng, từ 5 đến 7 triệu của các anh chị nhé. Các bác nào mà săn nhiều và xem nhiều những đôi nào về của họ thì các bác biết. Đây là luôn vui tươi này, hiệu Paris này. Nó rất là đẹp. À, cái này thì theo em nghĩ nó có rất nhiều phiên bản khác nhau các anh chị nhá. Có những loại này họ dập cái chữ luôn vui tươi ở đây, họ dập sâu xuống mà chữ nhỏ, có phiên bản này họ dập nông và chữ to các anh chị nhá. Cái này không căn cứ đâu các anh chị nhá, đó không căn cứ đâu. À, cái màu sắc cũng thế, có những cái màu nhìn rất là đơn giản thôi, nó như vải này, như vải quần áo thôi đó, nhưng giá trị của nó rất là cao các anh chị nhé. Đó, 1.500.000 cho đơn số 1 anh chị nhé, 1.500.000 cho đơn số 1. Đó, một đôi nào về cực đẹp, bác nào muốn biết thêm thì liên hệ với em nhé. Các bác cứ mạnh dạn liên hệ. Các bác dài thì chất lượng thì em đảm bảo. Còn cái việc còn lại thì cũng bác anh chị có thích hay không được nha. Mà cứ bác anh chị có thích hay không. Và đây em nên tiếp với cái thắt lưng hiệu Hermes này. Đây, full hộp luôn anh chị nhé, full hộp luôn, hộp giấy tờ luôn. Hộp giấy tờ và thẻ luôn các anh chị nhé, có thẻ luôn, thẻ cứng nhé các anh chị nhé, Hermes Paris có thẻ cứng này. Đây có mã check này các anh chị này, có mã check các anh chị nhé. Đó. À, có mã quét này các anh chị nhé. Đó. Đang mở hộp vào xong về em đi cái dây này. Cái dây này có một cái mặt là mạ một lớp lớp vàng đồng sáng bóng luôn, cái lớp phủ nó đẹp lắm, tức là cái lớp lớp phủ của cái lớp bóng nhũ bóng phủ của cái khóa này nó rất là đẹp. Đó. Cái này là bản xem là bản bao nhiêu. Các bác xem video thì đừng có tua các bác nhé, các bác cố gắng xem hết để biết đâu cái bác tua đi, chỉ cần gạt một tí đi là nó mất đi cái cơ hội của các bác, cái nó trôi đi mất cái mà cái gì, những cái gì mà những cái đôi giày, những cái thắt lưng của các bác thích. Cái này bản 3 phân rưỡi nhé, cái này bản 3 phân rưỡi các bác nhé. Đây là mặt phải của nó. Đó. Đây là mặt phải các bác nhé, đây là mặt phải của nó này. Đó. À, đường chỉ hai bên là may mà phối màu chỉ trắng anh chị nhé. Đó. 5 lỗ đục nguyên. Đó. Đó. 5 lỗ đục nguyên. Cái dạng dây này, cái dạng dây siêu cấp nhá. Loại Hermes này, Hermes siêu cấp nhá. Đây bên trong bên này, này nó cũng dập chữ Hermes này, nó cũng dập chữ này. Phần này này, phần mặt này họ dập, phần này họ cũng dập nhá. Đó. Thế đây là dây Hermes Hermes dòng siêu cấp. Rất là đẹp. Bác nào mà ưng thì liên hệ với em nhé, em báo giá luôn nhé. Đó. Em báo giá luôn cho quý bác anh chị nhé, giá 400.000 nhé. Các bác không nhầm đâu, giá 400.000 nhé, full hộp luôn. Đảm bảo các bác mua một lần thì dùng em cam đoan các bác dùng đến lúc nào chán các bác bỏ rồi. Các bác chán các bác bỏ rồi nhé. Chứ không sợ nó hỏng đâu. À nên nó còn có một cái túi nữa này. Đó, một cái túi nữa này. Một cái túi của Hermes nữa này. Hai. Em nên tiếp một cái Gucci nữa. Đây. Gucci đây. Đây cái này nó còn hộp nó nguyên. Đây này em cũng đây, đây trong này nó có một cái túi đựng này, nó có một cái túi đựng Gucci này, đó, kèm theo một cái đục lỗ này, cây đục lỗ này, đó, và đây là giấy tờ của nó, đó. Một cái Gucci rất là đẹp luôn, cái này thì bản là nhỏ, các anh chị nhé, cái này là bản, xem bản nó bao nhiêu, cái này bản có 3 đây. Cái này bản 3 xăng này chị nhé.
bóc cái này ra coi thử xem. Bóc này quá rồi, rồi đó là thử xem. Khóa gì, khóa nó xịn, nó đẹp của anh chị. Gucci era Gucci made in Italia. Phải của em đó, mặt phải của anh ấy. Cái này chiều dài của nó là 1m1 nhé các anh chị nhé, chiều dài của nó ở đây là nó dập là 1m1 này, nó ghi là 1m1 các anh chị nhé. Đó, bác là ưng thì liên hệ với em nhé, ưng liên hệ với em 500.000, các bác không nghe nhầm đâu, giá 500.000 các bác nhé, giá 500.000 cho một cái thân ưng này, các bác không nghe nhầm đấy nhá, giá 500.000 đó. Đây lên giày các bác, lại lâu quá, nhìn thân lưng mất nhiều thời gian quá, mất nhiều thời gian lắm các bạn. Đó, em lên tiếp một đôi đát đi, một đôi thể thao đát. Đó, đôi đát này có size đẹp lắm, một có size 42 nhé. Cái này em cũng bán rất nhiều trên kênh nhé, đây là hàng mới do Việt Nam sản xuất này. Hàng mới do Việt Nam mình sản xuất nhé, một đôi hiệu đắt do Việt Nam mình sản xuất, nên phong trần cực đẹp. Các bác xem kênh của mình, các bác đừng sốt ruột nhé, xem like của em các bác đừng sốt ruột nhé, bởi vì em like hôm nào cũng thế, em nói rất là nhiều, nói rất là kỹ các bác nhé. Đó, nên phong trần thì các bác xem cực đẹp luôn, phong trần cực đẹp luôn các bác nhé. Cực đẹp luôn, đi êm mà cực nhẹ nhá. Cái này chất liệu đế nó bằng bằng cao su mềm, nó cực nhẹ luôn, đi cực êm cực nhẹ luôn. Đôi giày nó chỉ vào khoảng 3 lạng các bạn, đẹp lắm. Cái này có size 42 các bác nhé, cái này có size 42, có size 42. Các bác ưng đôi này thì chốt cho em mã là mã 2 nhé các bác nhé, mã giày 2 này, size 42 này, 480.000, mã 2 đắt 480.000 các bác nhé, mã 2 480.000, và tặng kèm hộp xi nhé các bác chị nhé, tặng kèm hộp xi, các bác về các bác đánh giày ra. Em còn một đôi đát nữa, cái này thì có size 43, size 43 các bác nhé, nó vẫn là cái như đôi nãy nhá, như chỗ khác size đấy các bác nhé, mã 3 size 43 480.000 các bác nhé. Đẹp. Em lên tiếp một mã nữa, mã giày đây cũng đến từ thương hiệu Đạt, một đôi này có sọc, có màu sọc khác đó. Đó, cái này có size lớn một tí các bạn, đây cái này còn nguyên kẹp xỉ các bạn nhé, ba sọc màu cam đẹp cực kỳ luôn, hàng mới zin sản xuất tại Việt Nam vâng nhé. Đó, đế cực mềm cực êm, đế cực mềm cực êm luôn các bạn, nó đẹp lắm, cực mềm và cực êm. Cái này có size 43 các bác nhé, 43 đáp 43 cực đẹp luôn. Đó, mã giày 4 các bác nhé,
480.000 ạ. Mã 4 480.000 nha. Mã 4 480.000 nha. Tiếp đến là mã 5. Tiếp đến là một mã 5 nhá. Mã 5 thì có một đôi giày đen, giày công sở một dây giày đen các bác nhá. Cái này của Zipalen. Cái này hàng Classic nhá. Cái này hàng Classic, cái này hàng của Anh nhá. Đó, cái này hàng của Anh. Hiệu của Anh các bác nhá. Nên phòng sân các bác xem. Bốn hai chuẩn phòng chân cực đẹp đúng không? Cực bóng cực đẹp đúng không? Giày chất lượng, giày rất là mới đúng không? Phần nằm đấy, còn chất lượng da thì tuyệt vời luôn, chất lượng da này quá tuyệt đúng không nhé. Đế đúc, cái này đế đúc đấy. Đế đúc nguyên khối nha, cái này không may đúng không nhé. Chẳng lý do gì những cái dạng đế đúc đẹp như thế này họ lại cho cái đường may vào đây cả các anh chị nhé. Nó mất đẹp đi. Hai chiếc như nhau các bác nhé. Hai chiếc như nhau, đế chất lượng đế còn rất là tốt, chưa có dấu hiệu mòn các bác nhé. Đó, đôi này size 42. Đôi này là mã, đôi vừa đây là mã 4 này, mã này mã 5 các bác nhé. 42 này. Giá 450.000 nhé. Mã 2 450.000 à, mã 5 450.000 các bác nhá. Mã 5 450.000 này. Đó. Tiếp đến mã 6, một đôi giày công sở có màu da bò, chất lượng da tuyệt vời. Đó, chất lượng da này không suy nghĩ nữa. Phần đế còn rất là ngon này. Các bác nhá, phần đế còn rất là đẹp luôn. Nó đẹp lắm bạn. Đó. Chất lượng da rất là tốt các bạn. Chất lượng da bò. Đấy, cái hiệu này nó mờ không đọc quá. Hiệu nó mờ rồi. Đẹp lắm, đồ giày đẹp. Giày công sở có mõm thì không phải là dòng mõm nhọn. Mã 6 rồi. Mã giày 6 nhá. Mã 6 này. Size 41 các bác nhé. Giá 400.000 này. Mã 6 size 41 giá 400k. Mã 6 size 41 giá 400k. Bác là ưng thì chốt cho em mã này nhé. Bác là ưng thì chốt cho em mã 6 giá 400k các bác nhé. Phong giày thuật đẹp luôn. Này toàn giày đẹp. Mã 7 này. Tiếp đến em liên tiếp một đôi đan nữa nha. Đó. Liên tiếp một đôi đan nữa. Đẹp. Cực kỳ luôn. Phần đế quá đẹp luôn. Sản xuất tại Việt Nam nhé, Made in Việt Nam. Mã này là mã 7 này, size 40 giá 480.000 nhé. Mã 7 size 40 giá 480.000 các bác nhé. Bác nào ưng thì chốt cho em mã 7 nhé. Bác nào chân đi size 40 thì chốt cho em mã này nhé. Tiếp đến là mã 8. Mã 8 size 42 giá 600k. Mã 8 size 42 giá 600k. Mã 8 size 42 giá 600k. Một đôi giày tuyệt đẹp. Một đôi giày hiệu châu Âu. Mà em không đọc nó là cái gì. Vintime.
Radio. Một đôi giày đứng đến từ thương hiệu Radio. Ở đây thì họ logo của họ là có hai hình hai người nhé, bằng kim loại sáng bóng. Có một đôi nam nữ này, một đôi nam nữ như là đang đúng không? Có một đôi nam nữ. Đó, đế đúc Radio. Một đế đúc nguyên khối cũng không may các bác nhé. Chẳng lý do gì mà bộ đế đúc đẹp như này họ may cả các bác nhé. Đẹp thiên thần. Các bác dùng đến lúc bỏ đi thì thôi, lúc chán thì thôi các bác nhé. Hai chiếc nhìn nhau. Mã 8 size 42 giá 600.000 các bác nhé. Em qua mã. Đây là mã 9. Mã 9 có size chân khoảng độ 42 42 rưỡi các bác nhé. 42 42 rưỡi các bác nhé. Nên phòng chân hiệu này Sandove, da mềm mượt êm. Chân bác xem phòng chân này, chân em 42 đi hơi lỏng một chút, hơi thôi bác nhé, hơi lỏng một chút thôi bác nhé. Nên phòng chân đẹp lắm, có gam màu sô cô la các bác nhé, gam màu sô cô la. Nó gam màu sô cô la các bác nhé. Đôi giày cực đẹp các bác nhé. Mã 9 các bác nhé. Mã 8 này, mã 9 này. Cái này có size 42 cộng giá 400.000. Mã số 9 size 42 cộng giá 400.000. Mã 9 size 42 cộng giá 400.000 các bác nhé. Tiếp đến là qua mã 10. Qua mã 10. Một cái đôi có hiệu có hình con bò tót. Em không đọc được chữ này. Ở trong nó có chữ là USA. Nó dập chữ USA. Không biết của thương hiệu dài nào, không đọc nó. Bullin ở trong họ dập chữ Bullin 1900, Bullin 1958 USA. Đó, Bullin 1958 USA các bác nhé. Đó, đôi này bên trong được trần bông, trần vải bông. Đó, bên ngoài là da dạng dây dạng cổ mở, dây chun các bác nhé. Cái này là không phải tức là thắt một lần là cố định luôn các bác nhé. Đó, chất lượng đế thì còn tương đối là tốt, chưa có dấu hiệu mòn các bác nhé, chưa có dấu hiệu mòn. Đó, trái thì phải như nhau các bác nhé. Trái phải như nhau, chất lượng nhìn như nhau luôn. Đó, cái này là mã, còn này là mã 9 rồi. Mã này mã 10 các bác nhé. Mã 10 cho em. Mã 10 có size 42. Giá 380.000. Mã 10 giá 380.000 các bác nhé. Mã 10 giá 380.000. Đó. Hôm qua mã. Tiếp một đôi giày giày công sở nhưng mà giày dạng giày nửa nhá, da này mềm sụn luôn. Đó, đế hai phân đã được dán một cái lớp chống mài mòn. Đấy, size 40 đây là 40. Đó, size chân này, chân này bao nhiêu. Có size 42 nhưng phóng chân cái giày công sở mãi để đẹp thiên thần luôn. Cái phần này nó là thiết kế hơi cao một chút, nó ôm cái phần này của mình, ôm phần chân này của mình rất là đẹp các bác. Đó, ôm phần chân rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp. Mã 11 anh chị nhé. Mã 11 các bác nhé. Mã 11 này. Size
Size 41. 41. 340.000. Mã 11 340.000, size 41. Mã 11 340.000. Tiếp theo là mã 12, em lên một đôi Timberland của Mỹ. Thì em nói thêm về cái đôi này. Cái đôi này là các bác vào xem live cũ của em thì các bác biết. Cái đợt nâu em về được một đôi, một cặp song sinh như này. Em rất là thích và em nói rất là nhiều về cái dòng Timberland của Mỹ này. Một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ, tiếng của Mỹ, họ chuyên sản xuất những cái phụ kiện thời trang ngoài trời. Và đặc biệt là giày da, họ thiết kế những cái tấm những cái giày bằng những cái tấm da nguyên, tấm da nguyên cả tấm luôn. Và đặc biệt là phần đế, họ thiết kế cái đế kết cực kỳ khủng khiếp. Đó. Có lẽ là thì em cũng không hiểu, không biết được là cái giày này, phần da sẽ hỏng trước đế hay đế hỏng trước giày. Nhưng tóm lại là cái đôi giày, những cái dòng giày của Timberland này, họ sản xuất mà chính hãng thì họ mình đi thì đúng là nói không ngoa, chỉ có chán thì vứt thôi, cho thôi. Đừng nghĩ bao giờ nó hỏng hay nó bung đế quá. Đó. Đây là phần nót đây. Phần nót nằm còn nguyên nót của nó nha. Mà đặc biệt là cái vòng bo này của nó to như ngón tay mình ạ. Nó bo suốt cái phần còn lại này. Nhưng mà không phải là nó to mà nó cứng, to nó cực mềm. Bóp thế này nó rất là mềm như bún luôn này. Đó. Nó rất là mềm. Và đặc biệt là size nó rất là nhỏ. Đây, họ dập Timberland ở đây. Ở đây cũng có, và trong cũng có. Thì được thiết kế là bên trái bên phải là 4 lỗ, mỗi bên 4 lỗ, được mạ đồng. Được mạ đồng sáng bóng. Và phần trên này hai bên là 6 lỗ. Xỏ rơi các bác nhé. Rơi thì rơi ra. Rơi ra tấm, cắt ra luôn. Cái size của con này là bé. Cái size của con này là rất là bé. Size cái này có 38 luôn các bác nhé. Con nào chân của tấm thì chốt đôi này nhé. Tim Bân Đàn, cái đàn vừa rồi em về một đôi xong một ca song sinh em bán một đôi là chất lượng nó hơn một tí, nhỉnh hơn một tí, em bán 1,2 triệu. Còn một đôi thì nó như thế này thì em bán 1 triệu. Thì lần này về các nào bác nào ưng thực sự mà mến thì em chốt 900 nhé các anh em, 900 cho một đôi Tim Bân Đàn này nhé, của Mỹ này nhé. Đó. Các bác muốn xem kỹ về cái giày này thì kéo xuống video lên phía trên để xem những cái video cũ nhé. Em có một đôi tìm một lần này, em đã bán rồi quá nhé, 900.000. Mã 11, size 38 này, 900.000. Mã 11, size 38, giá 900.000. Tiếp đến là mã 12, một đôi giày mới cứng. Một đôi giày mới cứng luôn. Một đôi giày da bóng các bác nhá. Một đôi giày da bóng. Đó, được sản xuất tại Việt Nam. Lý do tại sao sản xuất tại Việt Nam với bán cùng người si, bởi vì là cái hàng này là hàng của ông bạn em. Ông mua nhưng mà ông rất là thích. Nhưng không lý do gì mà mua mới cống như này ông lại bán. Đấy, mua tức là ông không đi bừa, ông mua nhầm sai. Các bác nhá, ông mua nhầm sai. Đấy. Cái size này là size ở chân ông thì 42 nhưng ông mua size 41. Thì chính vì thế ông sang ông nhờ em bán giúp, ông đổi lên một đôi giày si của em nha. Một đôi giày da bóng mới tinh cực đẹp. Đây là phần đế qua wow. Phần đế qua wow. Giày mới tinh luôn, nó đẹp lắm, nên chân tuyệt vời luôn. Đẹp thật, đôi giày này. Cho các bác xem. Các bác xem đôi giày này. Đẹp lắm. Đẹp long lanh luôn các bác nhé. Bác nào mà ưng thì chốt đôi này giúp em nhé. Chốt đôi này giúp em nhé. Giá có 300.000 các bác nhé. Giá có 300.000 các bác không nghe nhầm đâu. Giá có 300.000 thôi. Các bác đi cho em đấy 2 năm nhé. 2 năm. 2 năm sau thì bỏ mua đôi mới các bác nhé. Mua đấy 2 năm. Xong lại quay lại shop em thì ủng hộ em tiếp nhé. Chứ không cần phải là một năm đâu nhé. 2 năm sau quay lại ủng hộ shop em nhé. Tiếp túi khác nhé. Giá 300.000. Đó. Mã số 12. Size 41. 300k.
mã 12 size 41 giá 300.000, mã 12 size 41 giá 300.000. Cũng có anh chị nào mà chưa rõ cái sản phẩm mình định mua thì cứ liên hệ mà với em, chỉ cần báo cho em là cho anh xem lại mã 12, 11 hay 14, 16 gì đó. Là em sẽ trực tiếp liên lạc với các anh chị để cho các anh chị xem hàng nhé. Đó. Liên tiếp nhé, liên tiếp này dần các bác. Bên em thì còn rất là nhiều, rất nhiều giày. À, em lại lên đấy đi. Mình lên vu đi. Lên vu xì đi. Lên vu xì được các bác nhé. Đó. Mã 10 mã 12 rồi. Đó, đây là mã 11 đi. À, mã 13 đi. À, mã 12. Cầm màu sô cô la này đi. Đó. Mã giày tây. Đó. Đây là hiệu Pull xem lại. Bondit. Đây cũng hiệu Bondit, lại một đôi Bondit USA nữa. Các anh chị nhá. Cũng 1958 hiệu Bondit 1958 USA này. Cái đôi này em xin nói thêm cái phần nót là nót nguyên hãng của nó, nhưng có bị trầy xước nhé, trầy xước cái phần nót nhé. Như đây là nót nguyên hãng của nó nhé, phần trên này thiết kế là phần cổ mở và dây chun nhé các anh chị nhé. Và cô anh chị thít một lần là dùng mãi mãi luôn nhé, không cần phải mỗi lần xỏ giày ra giày vô lại phải thò tay xuống để buộc lại dây nhé. Đó, đây phần phần hiệu của nó đây. Cái này là giày giày Âu nhé các anh chị nhé, cái này là giày Âu nhé, của giày Á nhé. Có màu, có một gam màu tổng thể là gam màu sô cô la. Đó, hai chiếc nó như nhau luôn các bạn chị nhé. Đó, hai chiếc như nhau luôn. Mã này là mã 10 mấy nhỉ, 14 đi. Đó. Mã, mã 12, mã này là mã 13 đi. Mã 13 anh chị nhé, 13 có sai là bao nhiêu. Đấy, size 42.5 380.000. Em nhắc lại này, mã 13 size 42 cộng 42.5 thì đi vừa, 42 42.5 đi vừa, giá 380.000 nhé. Giá 380.000 cho mã số 13. Đó. Tiếp đến là mã 14, một đôi vô. Lại một cái mẫu quen thuộc các bác nhé, một cái mẫu quen thuộc nhé, một cái mẫu quen thuộc của các bác nhé. Chưa nó đâu, một cái mẫu giày quen thuộc các bác em xem có một cái chiếc của nó đâu. Đây có một chiếc đấy, nó nhiều giày mà nó đóng nó xếp vào sao không biết nó gì nè, không biết gì nè. À, chín có một chiếc nhỉ, một chiếc 39 là này. Ô nắm nhầm cho anh. Lên đồ này đi, lên mã này đi, lên mã này đi. Cái mã này em có một chiếc lên là riêng nào, lên mã này đi. Một đôi vô xì thì được sản xuất một đôi vô xì còn rất là mới, đế thì đế kép, đế kép đây dọc con ong, và phần này là chữ gập chữ vô xì made in Italia. Đế thì đã được ép keo nhiệt rồi nhưng mà vẫn được may viền anh chị nhé, phần da phối vải anh chị nhé, da phối vải bên trong thì được nót một cái nót là nót cao su lon nhé. Và phần hậu và phần sườn là được bọc bằng lông, còn một lớp lông rất là mềm, rất là êm anh chị nhé, mềm rất là mềm, rất là êm, đu xì rất là đẹp anh chị, đu xì cực đẹp. Cái này em hàng em đang bán rất là nhiều trên kênh nhé, cái này có size 40 này. Đó. Cái này có size 40 quá nhé,
size 40 này thì các bác anh chị cái này em đang bán 500 nhé, em bán 500 trên kênh các bác nhé. Các bác cũng đang săn mua rất là nhiều. Mã này là 14 này, size 40 này, giá 500.000 các bác nhé. Logo xì này giá 500.000. Các bác cái này em còn vẫn còn size nha các bác nhé, không cứ gì size 40. Các bác thích cái gu xì này, mà thích cái gu xì này thì cứ nói với em, cho anh một đôi gu xì mã 14 nhưng mà size thế này này, nên em sẽ tìm cho các bác anh chị nhé. Đây em quay nó có rất nhiều, nhưng em quay tượng trưng các bác nhé. Mã 14 size 40 giá 500.000 các bác nhé. Đó. Tiếp đến là mã 15. Mã 15 các bác này. Cũng một đôi một em gu xì. Đó. Cũng một em gu xì này, cái này nó có size bao nhiêu? Cái này hôm trước là nó có size bao nhiêu? Cái này size 40 các bác nhé. Size 40. Giá cũng 500.000 các bác nhé. Cái màu này em còn một đôi duy nhất các bác nhé. Còn một đôi duy nhất. Cái này em còn một đôi duy nhất. Đó, cái màu này nó sạch. Rất là đẹp luôn. Trẻ trung năng động các bác nhé. Mã 15 này, size 40 giá 500.000 nhé các bác nhé. Đó. Phần đế thì được được dập logo Gucci và made in Italia. Đấy. Đế thì có màu sô cô la đậm các bác nhé. Đó, mã 15 này, giá 500.000. Liên tiếp. Liên tiếp mã mình cái gì nhỉ? Rất là nhiều hàng. Vấn đề cái gì? À, nên một đôi cổ nữ này. Nên một cổ nữ này. À không. Nên rồi. Đúng không? Em lên tiếp một đôi giày hiệu đây. Này tiếp một đôi giày hiệu nữa các bác nhé, đôi giày mọi, nó gần như kiểu thiết kế gần kiểu giày mọi, thế nhưng mà lại buộc dây, cái dây này bằng da nguyên tấm nhé, các bác nhé, đó, thì đây là cái thương hiệu của nó đây, hiệu của nó là, đọc nó là cái gì, đây là hãng Ultratech, Korean, Bani, à không không phải Bani, cái này không phải của Bani. Cái này của Hàn Quốc. Cái đôi này mang thương hiệu Hàn Quốc nhé. Đây là hàng Authentic nhé các bác nhé. Hàng chất lượng cao các bác. Đó, hàng chất lượng cao, da thì nguyên bản này. Da thô bên trong là da thô luôn này. Nguyên tấm luôn này các bác nhé. Đó, phần đế đây. Phần đế gót thì nó có hơi mòn một xíu nhé các bác nhé. Nhưng không sao. Các bác cứ đi cho em đến 3 năm nữa sau này vứt các bác nhé. Đã được may viền hết rồi. Phần may này người ta không cứ thế may mà người ta sẽ xẻ một cái đường rãnh người ta may, mục đích là để cho chống mòn nứt cái chỉ các bác nhé. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Cái này bác nào ưng thì cái này là có size 41 các bác nhé, size 41. Đó, em lên mã dài này nữa xong rồi em xuống này các bác nhé. Em cũng quay dài rồi, dài quá các bác xem rồi các bác lại mỏi mắt. Đây là mã 16 các bác nhé. Có size 41. 41 này. Giá 380.000. Size 41 giá 380.000 các bác nhé, mã 16 này. Trong trang lại mã cuối cùng là mã 16 này, giá 380.000 nhá. Bác nào ưng mẫu này thì liên hệ với em nhé. Đó. Thì ngày hôm nay em lên bằng lấy thời gian này bởi vì cũng video cũng dài rồi. Các bác mà cần cái gì thì cứ liên hệ với em nhé. Cứ đặt câu hỏi và cứ liên hệ với em. Và trong quá trình bán hàng thì các những cái câu từ, những cái gì em nói hay là tất cả về mọi thứ, về thương hiệu, về xuất xứ mà nó chưa hợp lý, chưa đúng thì các bác biết thì các bác cứ chỉ em nhé. Các bác vui lòng để lại ý kiến đóng góp dưới phía dưới bình luận giúp em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị ạ.